Xin chào mọi người, mình là Sang. Thì với tư cách là một giáo viên dạy nhạc và một người biểu diễn thì hôm nay Sang sẽ giới thiệu tới mọi người một cây đàn keyboard rất là phù hợp với người mới bắt đầu. Đó là cây PSRE-383. Đàn có 61 phím với chức năng touch sensitivity thì giúp mình có thể đáp ứng được sự thay đổi lực tay khi chơi đàn. Ngoài ra thì đàn còn có 650 tiếng như là tiếng guitar thùng, tiếng sáo hoặc là tiếng organ cho đến những tiếng điện tử như là e-piano hoặc là synthesize. Ngoài ra thì mình còn có thể tăng độ sáng tạo với chức năng là dual voice hoặc là split voice hoặc là dual hoặc là các loại hiệu ứng reverb, chorus và 41 loại hiệu ứng DSP. Mình còn có khoảng 260 điệu khác nhau, đa thể loại như là pop, rock, jazz, vân vân. Thì những cái này nó sẽ khiến việc chơi đàn của chúng ta thêm thú vị. Và một chức năng rất là đặc biệt ở chiếc đàn này đó là chức năng Super Articulation Light. Đây là chức năng mô phỏng tính năng nhạc cụ, giúp mình có cảm giác như là mình đang chơi trên nhạc cụ mộc chứ không phải là đang chơi trên keyboard. Kết nối USB to host cho phép truyền hai chiều âm thanh kỹ thuật số audio và MIDI, có thể sử dụng pin 2A. Ngoài ra thì mình còn có nhiều bài hát phổ biến được tích hợp sẵn trong đàn. Và chức năng thu âm recording, tích hợp metronome. Đặc biệt hơn là chức năng tự chơi hợp âm cho điệu, auto chord play. Đàn còn có một chức năng đặc biệt hơn nữa, đó là chức năng giúp chúng ta tự học đánh theo một bản nhạc mà mình muốn có sẵn trong đàn. Có 3 bước, 1 là listening, 2 là timing và 3 là waiting. Ngoài ra Yamaha còn có dòng 76 phím PSRE-320 với chức năng tương tự. Vậy nếu bạn là người mới bắt đầu chơi đàn phím thì sản phẩm PSRE-383 sẽ là một sự lựa chọn rất hợp lý. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Yamaha Music Việt Nam và hẹn gặp lại vào những lần sau nha.